Chào anh em, như anh em biết rồi, màn hình 12,3 inch hiện tại là đẳng cấp nhất ở trên thị trường. Thì đây là cái mã OLED Pro Premium mà mình đã lắp trên chiếc xe Mazda 3. Chúng ta cùng điểm qua những cái tính năng mà có thể nói là nổi bật nhất. Thì cái đầu tiên ấy, phải nói đến là cái thiết kế của nó. Thiết kế dài, ngang và sang trọng. Và nó ăn theo những cái thiết kế của các dòng xe sang, ví dụ như là BMW này hay Lexus này. Đấy thì nó đã rất là sang trọng rồi. Vậy thì nó có những cái tính năng gì nó hơn hẳn so với những dòng xe của Lexus hay là BMW? Thì đầu tiên nó là cam 360 như các bạn này. Bây giờ mình xi nhan phải. Đấy, cam 360 hiện lên. Mà cam ở đây ấy, nó là 360 all-in-one. Bạn có thể kẻ chỉ được luôn. Đấy, mình sẽ tiến lên cho anh em là khi mà chúng ta kẻ chỉ thì nó sẽ như thế này. Đây rồi. Đấy, tiến mà chỉ cho anh em. Đấy. Thì như này, nếu mà bạn là một người mới lái hoặc là bạn là nữ lái thì lại vô cùng là yên tâm. Bởi vì là chúng ta có thể xem được toàn cảnh 360, cũng như là chúng ta có thể xem được 3D này, toàn cảnh. Rồi. Nó như một cái cam từ trên trời quay xuống. Rồi tiếp tục nhá. Ở đây nó có một cái camera lùi và camera phía trước là nó đánh theo góc lái. Ví dụ nhá, mình vừa lùi này, vừa xoay này. Đấy, là nó xoay sang bên này để chúng ta biết được là cái camera đang nghiêng sang bên cái góc mà đi vào bên trong. Đấy. Sau mình vào gần đến nơi rồi mình lại đổ này. Mà cái hay nữa của hệ thống cam 360 ấy là vừa lùi nhá, chúng ta có thể xem bên phải. Đấy. Còn nếu mà cái hệ thống cam trước đấy nó không làm được điều này. Ví dụ mình muốn bánh lái thẳng. Đấy. Như vậy là khi mà bạn lùi, bạn có thể xem các góc khác nữa. Đấy. Có thể là ghép được cả hai bên luôn. Để chúng ta làm gì? Cái này nó hay khi mà chúng ta đi vào ngõ hẻm, chúng ta đi vào những cái ô mà hai bên có cái ụ đấy, để ngăn những cái xe to vào, thì hai bên nó hoạt động hiện lên, chúng ta lái xe rất là tốt. Rồi một cái cam 360 này nữa ấy, nó còn ghi hành trình cả bốn hướng. Có nghĩa là ở đây bốn mắt cam nó còn vừa là hỗ trợ lái xe này, vừa là có cái tác dụng là ghi lại hành trình cả bốn hướng. Còn trên những dòng xe Mercedes thì cam 360 nó chỉ là 360 thôi. Rồi hệ thống cam này nó ghi hành trình để nó bảo vệ chúng ta an toàn, khỏi lo tai nạn, khỏi lo mọi thứ. Mình sẽ xem một cái video đi trên đường nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đây là đằng trước này, đây là đằng sau này, đây bên trái bên phải này. Và nó ghi rất là rõ nét. Đấy, chúng ta ở cái thời đại bây giờ đi đường, đặc biệt xe máy Việt Nam mình đi thì vô cùng nhiều, nên là luôn lách thôi. Đến khi đấy là đâm vào hông chúng ta biết được. Thì đó là đầu tiên là cái hệ thống cam 360. Cái cam 360 này thì mình khuyên nếu mà anh em mới lái, hoặc là nếu anh em mà là hay đi những cung đường ở trong đô thị thì nên sử dụng. Đó là cái hệ thống mà rất là an toàn. Ngoài là thiết kế đẹp này, thì cái cam 360 này nó ngoài ra nó còn ghi lại hành trình, và nó còn đi ở tốc độ thấp ấy, nó tự động bật cam. Đi tốc độ cao là tự động tắt camera cho chúng ta. Một cái điểm nữa cũng muốn nói đến anh em, đó là khi mà chúng ta đang nhìn cái giao diện màu xanh màu đỏ nhá, khi mà chúng ta đi ban đêm chúng ta bật đèn lên là màn hình nó tự đổi, tự tối màu xuống, tự thay đổi hình nền phía đằng sau để nó thành màu đen, màu của ban đêm, để nó dịu mắt và chúng ta đi như vậy nó sẽ sướng. Và khi mà chúng ta tắt hiện lên giống như iPhone luôn, không khác gì iPhone. Rồi ngoài ra nữa thì ở đây nó có một số cái, ví dụ như là tăng to nhỏ âm lượng này, đấy, nằm trượt ở đây giống iPhone. Rồi có cái ra lệnh giọng nói ở đây nhá. Cái này là một cái tính năng hay mà mình muốn giới thiệu đến tiếp, đó là dự báo thời tiết hôm nay. Thời tiết ở Cầu Giấy, Hà Nội chiều nay được dự báo là mưa nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất đó là 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Thì nó sẽ báo cho chúng ta dự báo thời tiết. Rồi quá trình đấy chúng ta đi trên đường, chúng ta bấm này. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở nhạc trẻ Remix trên YouTube. À, ok, YouTube hiện ra. Có nghĩa là gì? Chúng ta hoàn toàn sử dụng bằng ra lệnh giọng nói ở trên vô lăng hoặc là ở dưới cái con chuột bên dưới này. Và với một cái hệ thống màn hình được trang bị là 1920x720 thì đây là màn hình được đánh giá là nét nhất trên thị trường hiện tại. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể ra lệnh giọng nói để chỉ đường đi đâu đấy, ví dụ như là chỉ đường tới sân bay Nội Bài. Đấy.
đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Google Maps. Như vậy là chúng ta vừa đi, chúng ta vừa mới có thể là có bản đồ. Cái hệ thống âm thanh theo mình đánh giá cũng như là rất nhiều khách hàng đã trải nghiệm thì hệ thống âm thanh Bass Midchef nghe nó sẽ rất là hay. Và một cái tính năng nữa, ngoài là ra lệnh giọng nói thì nó có một cái bản đồ cảnh báo tốc độ rất là hay. Đặc biệt là anh em mà đi ngoại tỉnh, anh em thường xuyên đi những cái khu vực mà có thể nói là nó chúng ta không quen, không biết được ở đấy có công an, có phạt nguội hay là có, nói chung là những cái biển báo mà nó khuất bên trong chúng ta không nhìn thấy, thì có cái bản đồ người ta đo đạc, người ta hỗ trợ. Ví dụ như là bản đồ này, cái bản đồ này chính là. Còn đây là cái giới hạn tốc độ của chúng ta đi trên cái cung đường. Ví dụ như bạn đang đi cung đường ở đây là đô thị và có vạch liền ở giữa, gọi là có giải phân cách cứng, thì tốc độ là 60. Thì chúng ta có cái này nó báo chúng ta rất an toàn. Đấy. Còn ở cái giao diện chính thì anh em nhìn thấy nhá, ở đây nó có một cái ô tô này, rồi thời gian này. Đây là camera 60 tự bật lên khi mà chúng ta đi thoát thấp anh em này. Thì ở đây nó có một cái YouTube ở giữa trung tâm. Đấy rất là hay, kiểu như là chúng ta muốn là vừa nghe nhạc vừa mở một cái ô nhỏ nhỏ thôi. Đấy, rồi có cái bản đồ nhỏ nhỏ ở đây, rất là hay. Thì cái này nó có thể, bạn có thể cài đặt bản đồ này, cái có thể cài đặt là bản gọi là YouTube này. Đấy, ngoài ra với một chiếc màn hình mà 12,3 inch ấy thì chúng ta chia đôi được hai ứng dụng. Ví dụ như bản đồ này nó nhỏ quá nhá, mình sẽ cho nó to lên. Mình sẽ chuyển sang một bên là mình nghe YouTube đi. Ok, mình sẽ kiếm cái YouTube này. Ok, mình chuyển sang cái này ạ. Mình sẽ cho YouTube này. Đây là bản đồ nhá. Vị trí người mình lái là có bản đồ, còn bên này là YouTube. Như vậy là gì? Mình lái xe thì mình cần xem bản đồ, còn người bên cạnh hoặc là đằng sau chúng ta có thể xem YouTube. Rất là dễ. Thì đây là một cái thiết kế mà to thì mới xem được như thế này. Đây, trong quá trình sử dụng mà nếu anh em muốn có một cái bản đồ to thì có thể nói là 12,3 inch là lớn nhất rồi. Nhiều anh em thì có hỏi mình là nếu mà lắp 12,3 inch ấy, thì trong quá trình lái xe thì nó có bị chắn cái tầm nhìn của mình không? Thì với cái đỉnh của cái đầu này này, nó đến với cả cái mặt tablo trên kia thì nó cũng chỉ là ngang với nhau thôi. Và cũng giống như trong quá trình chúng ta dùng điện thoại ấy. Ngày xưa chúng ta dùng một cái điện thoại rất là nhỏ. Đấy, sau chúng ta thấy là vừa vặn, đút túi ok. Nhưng mà sau đấy thì iPhone nó ra cái bản Pro Max, nó to hơn hẳn. Chúng ta thấy là không bấm được một ngón tay cơ. Đấy, thì ban đầu đang cảm giác rất là khó, nhưng sau khi sử dụng quen mình lại thích dùng nó to hơn. Thì đây là một cái thiết kế mà nhà sản xuất đã nghiên cứu của các cái hãng xe sang, ví dụ BMW, Lexus này, hay Audi này. Thì người ta đã lấy và người ta nghiên cứu để lắp cho từng dòng xe. Thì với cái hãng OLED Pro này thì mình cũng lắp khá là nhiều, có đủ các cái phân khúc luôn. Đây là cái dòng mà theo mình nghĩ là đủ giải phân khúc nhất. Ví dụ như là có cái Serie A ấy, giá nó có khoảng tầm 4,5 triệu. Rồi Serie A mà A5 ấy, 5,9 triệu, cấu hình 8 nhân nhá, 5,9 triệu được tặng cam lùi, cam hành trình. Thì cái bản đấy trên thị trường thường bán khoảng tầm 8,8 triệu thôi, nó cũng rất là cao. Đấy, rồi có những series X thì nó cao hơn một chút. Đấy, và đây là cái series mà Premium. Tiếp tục nữa đang ra một cái bản nữa là series mà bản 2K ấy, đồ này 2K ấy, nó rất là cao. Thì hiện tại đang là cái bản mà 12,3 inch là bản cao nhất. Phải nói là thiết kế dành cho những dòng Mazda thì rất là đẹp. Đấy, nó đẹp từ cái tổng thể hài hòa, thiết kế ngang, đẹp. Còn những cái tính năng của chiếc màn hình Android thì nó không khác gì một chiếc điện thoại iPhone. Có thể ra lệnh giọng nói, có thể nghe nhạc, có thể dùng mọi thứ. Đấy, thì nó có thêm một số những tính năng như là K360. Rồi thì ra lệnh giọng nói. Thật sự là anh em nếu như mà đang lắp màn hình Android và muốn kiếm một cái màn hình đẳng cấp nhất thì theo mình là nên chọn cái bản 12,3 inch. Còn tất nhiên là nó có những phân khúc thấp hơn, ví dụ là 9 inch, 10 inch. Và OLED Pro cũng có sẵn với Serie A và Serie X, thì anh em có thể lựa chọn cho chiếc xe của mình. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và nếu mà có nhu cầu về những sản phẩm này thì liên hệ cho mình. Cũng như là nhớ đăng ký kênh, bởi vì là kênh của mình chuyên về đồ công nghệ ô tô, nên mình sẽ cập nhật hết tất cả, ví dụ cruise control, cam hành trình, hay là đèn, hay là ghế da ô tô. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye.